Để tăng hiệu quả từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ năm 2013, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã hướng dẫn vận động nhân dân trồng cây ăn quả chuyên canh tập trung theo hướng hàng hóa, nhờ đó đã góp phần nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp và gia tăng thu nhập cho người dân. Sau khi được chính quyền địa phương quy hoạch thành từng vùng trồng cây ăn quả, năm 2013, nhiều hộ gia đình tại xã Quảng Châu đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây ăn quả. Điển hình như gia đình ông Trần Văn Cần đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ trên một mẫu đất bãi sông Hồng chuyên trồng cỏ sang trồng cam đường canh. Nhờ được hướng dẫn về khoa học kỹ thuật, lại áp dụng nghiêm ngặt quy trình sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGAP nên cho sản lượng cao, trung bình một năm gia đình thu từ 5 đến 7 tấn cam đường canh, bán với giá 30 đến 35.000 đồng một kg, trừ chi phí cho thu lãi trên 100 triệu đồng. Chuyển sang cây cam này thì tất cả đều tập trung vào một khu để mình trồng làm cái cam này cho nó hiệu quả nó cao. Đấy, rồi thứ nhất là phân bón mua cũng thuận tiện, hay là bảo nhau nó dễ hơn. Này, kể cả xong đến khi thu đến được cái quả này thu hoạch thì là bán cũng thuận tiện, người ta về tận nơi luôn, mình không phải mang đi đâu cả. Hiện toàn xã đã chuyển đổi được trên 360 ha diện tích cây ăn quả, trong đó có vùng trồng cam tập trung với diện tích gần 100 ha, vùng sản xuất nhãn tập trung với diện tích trên 200 ha. Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xã Quảng Châu đã thành lập được 2 hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. Trong đó có một hợp tác xã kinh doanh nông sản chất lượng cao và một hợp tác xã nhãn lồng xã Quảng Châu. Bà con nhân dân trước đây là trồng ngô đay, nhưng trên cơ sở đó thì xét thấy nó không phù hợp với thực tiễn. Chính vì vậy, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban xã chúng tôi đã có cái nghị quyết chuyên đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Bà con nhân dân đã sản xuất theo từng vùng, từng khu vực một. Cái diện tích rất là quy mô và hiện nay các cái vùng đã đem lại cái hiệu quả rất là tốt. Mạnh dạn chuyển đổi cây ăn quả tập trung theo hướng chuyên canh đã từng bước nâng cao giá trị, đem lại thu nhập trung bình 1 ha đạt 300 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trước kia. Nâng thu nhập bình quân đầu người từ 22 triệu đồng một người trên năm lên 52 triệu đồng một người trên năm.